Sáng nay tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã dự và phát biểu tại hội nghị trực tuyến góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định số 04 của Ban Bí thư về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức. Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh thành phố cơ bản nhất trí với dự thảo bổ sung sửa đổi quy định số 04 được Ban Tổ chức Trung ương xây dựng. Dự thảo đã đánh giá khách quan, toàn diện đầy đủ các ưu điểm hạn chế, khó khăn vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện. Việc tổ chức góp ý sửa đổi quy định số 04 là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Các đại biểu góp ý tập trung vào những quy định chung có tính nguyên tắc về số lượng lãnh đạo cấp phó phòng, phó trưởng ban và tương đương, chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, quy định số lượng tên gọi các đầu mối trực thuộc của từng cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên góp ý một số nội dung như đề nghị xem xét bố trí số lượng các phòng trực thuộc của 6 cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy phù hợp, không nên tăng số phòng trực thuộc so với quy định số 04. Cụ thể, Văn phòng Tỉnh ủy bố trí 5 phòng trực thuộc, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bố trí mỗi cơ quan 4 phòng trực thuộc, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy bố trí mỗi cơ quan 3 phòng trực thuộc, xem xét điều chỉnh nâng tổng số cấp phó cơ quan tham mưu giúp việc lên không quá 18 người. Tôi đề nghị là Ban Tổ chức Trung ương cũng nên xem xét tổng số lượng cấp phó của các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy thì nên quy định ở mức là không quá 18 người ở đây để tạo điều kiện thuận lợi cho các Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chúng tôi linh hoạt trong việc sắp xếp bố trí cán bộ, và cái quan trọng nữa là một số những các cơ quan tham mưu giúp việc khối lượng công việc ngày càng tăng, ví dụ như là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy rồi Ban Nội chính Tỉnh ủy, đây là hai cơ quan trong thời gian vừa qua được giao thêm rất nhiều các nhiệm vụ mà Ban Tổ chức Trung ương cũng đã nghiên cứu và bổ sung thêm một số những các cái nhiệm vụ rất cụ thể cho hai cái cơ quan này. Hưng Yên cũng như rất nhiều các địa phương khác, bởi vì giới hạn biên chế cho nên là nếu mà đảm bảo nguyên tắc 5 người thì trở lên thì mới được thành lập phòng, thì cái này thì cũng rất khó. Trong cái dự thảo cũng đã có tính đến cái trường hợp là chưa bố trí được biên chế, có thể là được phép ở mức thấp hơn là 4 người một phòng, thì tôi cũng đề nghị để linh hoạt không thấp hơn 4 người thành không thấp hơn 3 người để tạo điều kiện linh hoạt cho các địa phương sắp xếp bố trí cán bộ. Tôi cũng đề nghị là trong cái dự thảo quy định thay thế quy định số 04, các đồng chí thống nhất cho cái bộ phận hành chính tổng hợp hoặc là văn phòng, thì theo tôi chúng ta thống nhất tên gọi của cái bộ phận này ở tất cả các cơ quan tham mưu giúp việc, lấy tên là phòng hành chính tổng hợp, để chúng ta thống nhất áp dụng trên phạm vi cả hệ thống. Kết luận hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu nghiêm túc ý kiến đóng góp của các địa phương, trình cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu sửa đổi bổ sung, bảo đảm tính kế thừa các nội dung còn phù hợp của quy định số 04, vừa cập nhật các quy định mới, đồng thời giải quyết được yêu cầu thực tiễn đề ra.